Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, sáng nay Chúa cho chúng ta tiếp tục khao khát Chúa, bày tỏ qua tinh thần của sức tiền kim Chúa ở đây. Như thường lệ thứ năm hàng tuần, thì công việc của nhà Chúa tại đây chúng ta có thì giờ kinh ăn bán phần để chúng ta tìm kim Chúa, và đặc biệt đó là chúng ta được cầu nguyện tương giao với Ngài. Amen. Như một người con có cơ hội nói chuyện với cha, giải bày tất cả những điều trong cuộc đời của chúng ta với cha, là Đức Chúa Trời đấng có quyền, đấng chăm sóc, đấng quan tâm đến đời sống của tôi và anh em. Amen. Tôi không muốn làm mất thời giờ anh em. Chúng ta cùng nhau đến với lời của Chúa trong Phi-e-rơ thứ nhì, đoạn 1. Từ câu 5 đổ đi, Phi-e-rơ thứ nhì, đoạn 1. Từ câu 5 đổ đi, câu 5 đến câu thứ 11. Và tôi xin mời Hội Thánh đồng đứng lên. Và chúng ta cùng nhau theo dõi với những điều gì chúng ta được học qua lời của Chúa sáng nay. Phi-e-rơ thứ nhì, đoạn 1, câu 5 đến câu thứ 11. Tôi xin đọc và chúng ta theo dõi. Vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức. Nhân đức đây, một bản kinh thánh khác dịch đó là đạo đức. Thêm cho nhân đức sự học thức. Thêm cho học thức sự tiết độ. Thêm cho tiết độ sự nhịn nhục. Thêm cho nhịn nhục sự tin kính. Thêm cho tin kính tình yêu thương anh em. Thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. Vì nếu các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa, thì ắt chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Đức Chúa Jesus Christ chúng ta đâu. Nhưng ai thiếu những điều đó thì thành ra người cận thị, người mù, quên hẳn sự làm sạch tội mình ngày trước. Vậy hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó, anh em không hề vấp ngã. Dường ấy, anh em sẽ được cho vào cách rộng rãi trong nước đời đời của Đức Chúa Jesus Christ là Chúa và cứu Chúa của chúng ta. Xin ta đọc chung với tôi câu 5 và câu số 9. Chúng ta cùng nhau đọc. Vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức. Câu 9. Nhưng ai thiếu những điều đó thì thành ra người cận thị, người mù, quên hẳn sự làm sạch tội mình ngày trước. Hỡi Thánh Linh là thần lại thật. Chỉ có Ngài mới có đủ thẩm quyền để mặc khải lời của Đức Chúa Trời cho chúng con. Chúng con sẽ không bao giờ hiểu được lời của Chúa nếu không có Ngài ở trong giờ này. Vì lẽ đó chúng con bày tỏ sự trân trọng, khát khao, cần Ngài trong giờ chúng con nghe lời của Chúa. Chúng con hiện tâm một lại và kính mời Thánh Linh của Đấng Christ, Thánh Linh của Đấng Messiah, Thánh Linh của Đấng chịu sức dầu. Xin hãy đến với chúng con, làm chủ, làm giáo sư và giải bày lẽ thật là lời của Chúa Trời cho chúng con. Để chúng con biết lẽ thật. Lẽ thật tiếp tục làm chúng con được tự do. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng tấm lòng anh em của chúng con và quyền trong huyết của Chúa Jesus Christ có sự phủ với ơn thần hữu của Ngài ở trên hội thánh của Chúa trong thời giờ nhóm nhau lại hôm nay. Để không ai bị phân tâm. Kẻ ác không có quyền gì ở đây. Kẻ ác thế giới tâm tối không có phân gì trong giờ nhóm lại của anh em chúng ta. Tư tưởng phân tâm, linh ra sự phân tâm bị bẻ gãy bởi đấng chịu sức dầu, đấng Messiah là Yeshua ở Nazareth. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Sáng nay với những câu kinh thánh ta đọc từ câu 5 đến câu 11 trong Phi-e-rơ thứ nhì, đoạn 1, thì chúng ta thấy lời của Chúa rất là quan trọng. Và tôi không có đủ thời giờ
để nói hết tất cả những điều mà chúng ta cần phải thêm cho đức tin, đạo đức, thêm cho đạo đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, vân vân và vân vân. Nhưng sáng nay với những câu kinh thánh thì Chúa đã đến mặc khải tôi một thời gian trước đây, và tôi thật sự ngạc nhiên bởi cái sự tỏ ra của Chúa, để chúng ta thấy rằng đức tin thì đến bởi sự người ta nghe. Đức tin đến với tôi là bởi chúng ta nghe lời của Đức Chúa Trời. Amen. Nhưng hãy nhớ một điều, để đức tin được mạnh mẽ, vững vàng, không bị chìm đắm, không yếu đuối, thì tôi và anh em phải thêm vào đức tin. Phải thêm vào đức tin của chính mình. Có là chúng ta phải có trách nhiệm, mình thêm cái gì vào để đức tin của mình phát triển. Amen. Để gì chúng ta càng đi xa hơn với Chúa. Đối với tôi không thể sống nếu không có đức tin mỗi ngày. Vì đức tin rất năng động. Đức tin khiến Chúa làm phép lạ. Đức tin khiến Chúa chữa lành. Đức tin khiến Chúa giải cứu. Đức tin khiến Chúa ban sự cứu rỗi cho tôi và anh em. Đức tin khiến Chúa làm mọi điều liên quan đến cuộc sống của tôi và anh em sau khi chúng ta tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu. Và có những anh em buổi ban đầu chúng ta có đức tin mà chúng ta thấy nhiều điều Chúa làm cho chúng ta một cách rất là tuyệt vời, nhưng bỗng dưng chúng ta thấy những phép lạ của Chúa không còn nữa, những ơn lành của Chúa không còn nữa, lời cầu nguyện của chúng ta dường như đứng nóc nhà và rớt xuống, và đôi khi chúng ta cầu nguyện rất là máy móc, và trước những nan đề của cuộc sống, trước những áp lực của cuộc sống, trước những sự thách thức của cuộc sống, chúng ta dường như vô vọng, chúng ta tuyệt vọng, chúng ta không có sự hy vọng. Và với những điều gì chúng ta đã đọc trong Phi-e-rơ nhì, và Phi-e-rơ là một con người giống như tôi và anh em, ông cũng được Chúa Giê-xu kêu gọi ông làm sứ đồ, ông được Chúa Giê-xu sức dầu, ông được Chúa Giê-xu ủy quyền để đuổi quỷ, amen, ông được Chúa Giê-xu ban cho quyền năng để đuổi quỷ, để chữa lành mọi thứ bất bình. Nhưng mà chúng ta thấy Phi-e-rơ cũng đã từng yếu đuối trong đức tin. Amen. Chính Chúa Giê-xu nói trong phúc âm Luca đoạn 22, ta đã cầu nguyện cho ngươi để đức tin ngươi không thiếu thốn, hay là đức tin của ngươi yếu đuối. Anh em, nói những điều mà tôi khuyên anh em một lần nữa trong danh của Chúa Giê-xu là cứu Chúa của tôi, và tôi là đầy tớ của Ngài. Có nhiều khi Chúa nói mà chúng ta cần phải có sự suy gẫm, đặc biệt cần có sự khải thị, mặc khải từ Thánh Linh, thì chúng ta mới hiểu Chúa nói cái gì. Anh em có biết rằng tại sao Chúa Giê-xu nói với Simon Phi-e-rơ rằng Sa-tan đòi sàng sải ngươi như hạt lúa mì không? Và ta cầu nguyện cho đức tin ngươi để ngươi không thiếu thốn không? Và Phi-e-rơ không hề hay biết tại sao thầy của mình mặc khải, hay là nói ra cái lời mặc khải. Chúa Giê-xu là bậc thầy, và Ngài thấy Sa-tan nó bắt đầu lên kế hoạch để sang sải Simon Phi-e-rơ cho tôi nghe chị. Amen. Anh có tin rằng Chúa cho phép và Chúa nghe nó là lên kế hoạch sang sải tiếng, sang sải Hải Dễ Thương, sang sải Bình, sang sải Thầy Tú, sang sải Tuấn Anh, và trong đó có tôi không? Anh em, bởi vì đức tin cần phải đi qua sự thử thách mới biết đức tin của chúng ta thật hay giả. Con cái Chúa khi đi qua bình an, thịnh vượng, mọi điều thật là tốt lành diễn ra trong cuộc đời của chúng ta, thì tôi nói anh em rằng chúng ta rất mơ hồ về đức tin. Nhưng để ta biết mình có đức tin hay không, đó là khi ta ở trong nan đề. Amen. Amen. Khi ta ở trong nghịch cảnh, khi ta ở trong bệnh tật, khi ta ở trong sự thử thách, chúng ta biết mình có đức tin hay không. Chúng ta biết mình, đức tin của mình mạnh hay yếu. Amen. Amen. Chúng ta biết đức tin của mình đủ để thắng được những bão tố của cuộc đời hay không. Chúng ta biết rất rõ điều này. Và Chúa biết Phi-e-rơ, đức tin của ông không đủ. Anh em, Chúa biết Phi-e-rơ rất rõ. Ông là một sứ đồ, một người đi theo thầy của mình.
một người chịu sai đi. Và ông từng chứng kiến thầy của mình làm đủ phép lạ. Ông đã từng bước đi trên mặt nước cho tôi nghe chữ amen. Và rồi ông té xuống dưới nước. Và Chúa đến Chúa nói gì? Đức tin của con ở đâu? Phải không? Đức tin của con ở đâu? Anh em, đức tin nó không phải chỉ có một lần trong đời theo Chúa và sau đó là nó có mãi không có đâu. Đức tin đến với sự người ta nghe. Ngày hôm nay ta còn nghe lời Đức Chúa Trời, chúng ta còn có đức tin. Chiều hôm nay chúng ta không thèm nghe lời Đức Chúa Trời nữa, chúng ta bỏ lời Đức Chúa Trời ra ngoài tai của chính mình, thì ngay giờ phút đó anh em, chúng ta bắt đầu đức tin bắt đầu. Giống như con diều, nó được bay rất là cao. Và nó được bay ở trong không gian là nhờ có cái dây phải không ạ? Có phải không? Có phải không? Và cái dây đó tôi dùng đó là đức tin. Nó để giữ tôi được bay lượn trong sự hiện diện của Ngài. Amen. Amen. Nó giúp tôi đi trong sự hiện diện của chính mình Ngài cho tôi các chị. Amen. Nhưng nếu anh em biết gì không? Khi cái dây đó bị đứt đi thì con dèo đó như thế nào? Mất phương hướng. Cho tôi nghe chữ amen. Cho tôi nghe chữ amen. Cho tôi nghe chữ amen. Mất phương hướng. Và chúng ta thấy con dèo đó sẽ như thế nào? Nó giống như tờ giấy đang bay, có người cầm cái dây điều khiển nó bay, phải không ạ? Đức tin là cái dây và Đức Chúa Trời là đấng sử dụng cái dây đó để điều khiển cuộc đời của tôi và anh em. Amen. Cho tôi nghe chữ amen. Cho tôi nghe chữ amen. Nhưng khi cái dây bị đứt, Đức Chúa Trời, dây đức tin bị đứt, Đức Chúa Trời không thể nào nắm giữ cuộc đời của chúng ta nữa. Và chúng ta thấy nó sẽ mất phương hướng, dèo không bay được nữa. Những cái điều tôi muốn cho chúng ta nhận sự mặc khải lời của Chúa sáng nay, đó là tại sao Chúa báo cho Phi-rơ biết, và chính ông là người được Chúa dùng viết thư Phi-rơ. Amen. Ông muốn nói những điều sâu sắc lắm anh em về đức tin của ông. Và ông nói cho hội thánh Chúa và dường như từ tấm lòng của ông, đó là theo bản của mục sư Đặng Ngọc Báo, đó là chính vì lý do đó câu năm đó, anh chị em hãy cố gắng hết sức thêm cho đức tin mình đạo đức. Nhân đức hay là đạo đức? Amen. Và sáng nay với chủ đề này thì tôi nhận một sự mặc khải từ nơi Chúa, đó là đạo đức có quan trọng với đức tin không? Đạo đức có quan trọng với đức tin hay không? Thế nên có không anh em? Rất cần thiết. Rất cần thiết. Vì cái đó mà sứ đồ Phi-rơ, ông đã từng thất bại, ông đã từng bị thầy của mình nói gì? Đức tin của người yếu kém, đức tin của người thiếu thốn, đức tin của người yếu đuối. Và chính ông, vì có ông không có đức tin, ông đã chối Chúa. Amen. Chẳng là chị amen. Ông đã chối Chúa. Chúng xin tôi sẽ mổ sâu điều này. Nhưng điều bây giờ chúng ta nhìn thấy, điều đầu tiên Phi-rơ nói với hội thánh của Chúa khi đọc những lá thư này, nó nói tôi và anh em xong này, nếu đạo đức không quan trọng với đức tin, nếu đạo đức không quan trọng với đức tin thì Phi-rơ sẽ không nói hãy cố gắng. Amen. Hãy cố gắng. Anh em, việc thêm cho đức tin đạo đức không phải chỉ một lời cầu nguyện suông đâu, nhưng bằng cả sự nỗ lực cố gắng từ sự nhận biết của mình. Amen. Và quyết định của mình. Cho tôi nghe chị. Amen. Thế thì tôi muốn nói về đây, đạo đức có nghĩa là gì? Đạo đức có nghĩa là gì? Tiếng không cần thiết, con tập trung. Đạo đức có nghĩa là gì? Theo từ điển, đạo đức nói lên luân thường đạo lý của một con người, phải không ạ? Amen. Người không biết Chúa cũng cần có đạo đức. Amen. 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 Người nói mình theo Chúa Giêsu,
lại cần phải có đời sống bày tỏ đạo đức nhiều hơn nữa. Bởi vì sao? Bởi nếu chúng ta không bày tỏ đạo đức Cơ Đốc, đạo đức của một người theo Chúa Giêsu, amen. Amen. Thí dụ lời của Chúa dạy rằng làm con thì phải hiếu kính cha mẹ, đó cũng là đạo đức. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Người chồng phải yêu vợ, đó cũng là đạo đức. Amen. Người vợ kính chồng, tôn trọng chồng, đó cũng là đạo đức Cơ Đốc. Trò không được phép lường thầy phản bạn, đó cũng là đạo đức Cơ Đốc. Cho tôi nghe chị amen. Cho tôi nghe chị amen. Và điều này ngày nay nhan nhản xảy ra trong hội thánh của Chúa nói chung. Đó là một cái điều đau nhất mà Đức Chúa Trời Ngài rất là buồn khi Ngài nhìn thấy vào hội thánh hữu hình của Chúa trên toàn cầu này. Có nhiều người vẫn đi nhà thờ dường như rất là trung tín, vẫn tham gia những bài học kinh thánh dường như rất là trung tín. Và có nhiều người vẫn dâng hiến một cách rất là tốt cho phúc âm của Chúa, cho hội thánh của Chúa, cho nơi chúng ta nhân vào lại. Nhưng đời sống của họ khi họ bước vào công ty, khi họ đến cơ sở làm việc, khi họ đi ra giao thương bên ngoài, miệng môi của họ vẫn nói dối, vẫn làm dối để gạt người khác có tiền. Anh em, chúng ta suy nghĩ gì về hai chữ đạo đức? Và khi tôi nhận sự mặc cảm này, tôi thấy wow, đạo đức quan trọng quá. Chính Phi-rơ là người thấm thía cái sứ điệp này. Bởi vì ông đi theo Chúa Giê-xu, nhưng ông đã không có đạo đức của một con người học trò đi theo Ngài. Amen. Bằng cách gì? Ông chối thầy của mình 3 lần. Ông có đạo đức không anh em? Ông có đạo đức không Hải? Ông có đạo đức không Tiến? Ông có đạo đức không? Ông có đạo đức không? Anh em, ông đã không có đạo đức. Và Chúa Giê-xu bày tỏ, Chúa Giê-xu, tôi càng đi với Ngài đó, tôi càng thấy Chúa Giê-xu rất là tế nhị. Và Ngài là bậc thầy của lịch sử. Ngài không bao giờ nói toạc ra. Amen. Ngài không bao giờ nói toạc ra. Vì cái đó mà chúng ta luôn luôn nghĩ rằng Ngài không biết gì cả. Phi-rơ Ngài nói gì? Hỡi Simon con Jona, Satan đòi sàng sải ngươi như hạt lúa mì. Chúa đã biết kế hoạch của nó phải không ạ? Chúa nói với Phi-rơ, mà Phi-rơ rất là thẫn thờ. Phi-rơ rất là, ô, Ngài nói với ai? Mà Ngài gọi đức danh của ông là Simon là cây sậy, chứ Ngài không gọi là Phi-rơ, amen. Ngài gọi là cây sậy. Mà lúc đó Ngài đã đổi tên ông thành Phi-rơ rồi phải không ạ? Nhưng mà khi Ngài nói điều này, Ngài không gọi là Phi-rơ, vì Phi-rơ là hòn đá, là vững chắc, amen. Ngài không gọi Phi-rơ mà gọi là cây sậy. Khi tôi suy gẫm điều này, anh em, tôi giật mình. Đôi khi mình không biết mình yếu đuối. Đôi khi mình nghĩ rằng mình mạnh mẽ đủ. Đôi khi mình nghĩ rằng, ô, Satan là đứa nào, ta không quan tâm. Em, chúng ta biết đấng chúng ta tin, và chúng ta cũng biết kẻ thù của đấng mình tin nữa. Đừng đùa giỡn với nó, em ơi. Đừng trêu chọc nó, em ơi. Khi chúng ta phạm tội, chúng ta trêu chọc nó đó. Khi ta tiến gần đến sự cám dỗ, chúng ta bắt đầu khiêu khích với nó đó, em ơi. Anh em, Chúa nói rằng Satan đòi xài xài ngươi như lúc mày. Xong, ta cầu nguyện để đức tin ngươi không thiếu thốn, đức tin ngươi không yếu đuối. Anh em đừng nghĩ rằng đức tin của mình mạnh đủ đâu. Đừng nghĩ rằng đức tin của mình dời núi được đâu anh em. Như tôi nói, đức tin, tôi cần đức tin mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày, amen. Chúa sẽ không làm gì được trong cuộc đời chúng ta nếu ta không có đức tin. Nhưng để đức tin của chúng ta phát triển lên, để đức tin ta đủ mạnh lên, chúng ta cần phải trên vào đức tin của mình có đạo đức. Phi-rơ đã không có đạo đức, cho nên ông đã chối thầy của mình 3 lần. Chúng ta tưởng tượng đi, bây giờ mình có một đứa học trò, mình sống với nó, dạy dỗ cái học trò đó, yêu thương, bày tỏ sự quan tâm, chăm sóc, dạy bảo, khuyên lơn, và mình kỳ vọng được cái học trò đó, amen. Tôi tin rằng Chúa Giê-xu cũng kỳ vọng nơi học trò của mình là Phi-rơ.
vì thấy ông dường như có đức tin. Amen. Nếu đó là thầy, xin khiến tôi đi trên mặt nước và đến cùng thầy. Amen. Chúng nó hãy bước ra. Ông làm liền. Ông làm liền. Amen. Bước ra. Và còn có thể quay lại cái gì? Dân, thấy, thấy mình không? Mấy anh nói cho cố vô, bây giờ ngồi chỗ chẳng làm gì nữa. Mình nè, đi trên mặt nước này. Đúng không? Đúng không? Đi một lúc, sụp chân tại nhà. Chú hỏi đức tin ở đâu? Đức tin của ông đã bước đi mặt nước bước đầu tiên. Đức tin của ông giúp ông bước đi bước thứ hai. Đức tin của ông bước, tiếp tục bước đi mặt nước thứ ba. Nhưng bắt đầu ông nhìn vào sóng to gió lớn, mất đức tin. Cho nên Peter là người mà Chúa dùng để viết những điều chúng ta đang học. Và ông khuyên gì? Hãy gắng sức. Hãy cố gắng. Amen. Ngày hôm nay chúng ta phải cố gắng, phải nỗ lực, phải đầu tư vào cây đức tin của tôi em bằng đạo đức của những người theo Chúa. Amen. Chúng ta không thể nào làm trái lại luân thường đạo đức. Thứ hai, đạo đức là những phẩm chất tốt đẹp của con người. Tôi có nghe chị amen. Tôi có nghe chị amen. Đạo đức là những phẩm chất tốt đẹp của con người. Chúng ta lấy một tay đặt vào lòng của mình và xem thử mình có những phẩm chất tốt đẹp đó không? Có phẩm chất tốt đẹp của một người theo Chúa Giêsu không? Lối sống của chúng ta, cách sống của chúng ta đối với hàng xóm, khi ta đi ra ngoài đường, khi ta đi ra chợ, khi ta đi giúp đỡ cho người nghèo, chúng ta có thực sự bày tỏ cái phẩm chất đạo đức của một người theo Chúa Giêsu ở trong đời sống của chúng ta không? Rồi chúng ta có bày tỏ những phẩm chất tốt đẹp khi chúng ta vào trung tâm giải cứu và gia đình của chúng ta họ đến thăm, họ gọi điện thoại, chúng ta có bày tỏ bây giờ con là một con cái của Chúa và con có đạo đức với ba mẹ. Con thể nào ăn nói kiểu hầu lốn, chúng ta không thể nào ăn nói kiểu không có học thức, chúng ta không thể nào dùng những ngôn từ không có đạo đức với người sinh thành ra chúng ta, cho dù bố mẹ có thể chưa biết Chúa, anh em của chúng ta chưa biết Chúa. Thì tôi và anh em phải bày tỏ đạo đức thì mới làm cho đức tin của chúng ta lớn lên mỗi ngày. Amen. Và những người khác họ nhìn vào đời sống của chúng ta, cây đức tin này, họ nhìn thấy ô đúng, con của mình nó đi theo Chúa thật rồi, em của mình đi theo Chúa thật rồi. Amen. Amen. Chồng của mình đi theo Chúa thật rồi, vợ của mình đi theo Chúa thật rồi, con cái của mình đi theo Chúa thật rồi. Anh em, một lần nữa tôi nói anh em, đừng làm cho người khác tuyệt vọng vì cách sống vô đạo đức của tôi và anh em. Khi mà chúng ta đã mất đạo đức cơ đốc rồi đó, có nghĩa là sống không đúng theo những điều gì Kinh Thánh dạy dỗ. Chúng ta có giảng cỡ nào người ta cũng không tin đâu. Amen. Chúng ta có dạy người ta cỡ nào cũng không tin đâu. Và khi chúng ta đã không có đạo đức rồi thì tôi nói em rằng chúng ta cầu nguyện Chúa không nghe đâu. Chúng ta thờ phượng thì đờn đã hát như vậy, nhưng Chúa không làm cái gì cả. Bởi vì Chúa đã tạo ra đạo đức. Amen. Ngài dựng con người giống như hình ảnh của Ngài. Điều đó cũng cho ta biết rằng Ngài đã muốn con người sống có đạo đức, có phẩm chất. Amen. Có phẩm hạnh. Amen. Amen. Một đứa con có đạo đức với cha mẹ, đứa con sẽ bày tỏ con nếp sống hiếu thảo và vâng lời. Và ngược lại, phải không? Phải không? Phải không? Một con cái của Chúa cũng vậy. Một người đi theo Chúa tăng trưởng mỗi ngày, yêu Chúa không phải bằng đầu mũi chút lưỡi, nhưng bằng cách sống của họ, hành vi, công việc, amen, ứng xử của họ bày tỏ đạo đức của một cơ đốc nhân, một người theo Chúa. Và Phi-rơ nói rằng là hãy cố gắng hết sức thêm cho đức tin mình đạo đức. Chúa Giê-xu đã từng nói trong các sách phúc âm rằng xem trái thì biết cây. Amen. Tôi thấy có nhiều người nó cũng đưa câu gốc lên trên Facebook, Boss những câu kinh thánh trên Facebook, nhưng mà họ đi cờ bạc thì không ai bằng, phải không? Hả? Họ cũng đưa hình ảnh lên Facebook cầu nguyện cho Israel, rồi cũng hát
cầu xin an ninh đến Jerusalem. Nhưng họ chỉ hát an ninh Jerusalem là ở trên YouTube để họ câu like, câu view và có tiền. Nhưng ban đêm thì đi hát nhạc đời. Thì sao đây? Ban ngày phục vụ Chúa, ban đêm đi phục vụ thế gian, pha ma quỷ Satan. Oh man. Thế mà họ vẫn ngang nhiên lên để làm YouTube để câu like, câu view và có tiền. Man. Không thể được anh em. Một người sống như vậy là sống bởi thế gian này chứ phải bởi đức tin này man. Người công bình sống bởi đức tin, chứ người công bình không phải sống bởi những điều gì ở trong thế gian này. Amen. Không phải bằng ngày hát nhạc thánh, bằng đêm hát nhạc đời. No. Nếu là vậy, chúng ta đã không thêm đạo đức vào đức tin của mình. Amen. Anh em hãy thấy mình như một cái cây đức tin vậy đó. Và cây đức tin này rất cần đạo đức. Amen. Amen. Cách sống trong hôn nhân, cách sống của làm cha làm mẹ, cách sống của làm con với ba mẹ, cách sống là một người theo Chúa trong hội thánh. Amen. Trong cộng đồng cho tôi nghe chị. Amen. Tôi đã từng nói với em nhiều lần rồi, nếu hội thánh chỉ là nơi mà các cơ đốc nhân nhóm nhau lại vỗ tay ngợi khen Chúa Giêsu thì tôi tin rằng Chúa không lập hội thánh của Ngài đâu. Nhưng mà mục đích của Chúa lập hội thánh là nơi nhóm lại, và sau khi nhóm chúng ta phải ra cộng đồng làm việc thiện nguyện, yêu những con người khốn khổ, yêu những con người bệnh tật, yêu những con người đang bị đuổi đến chỗ chết. Đó mới gọi là hội thánh thật của Đức Chúa Trời. Chúng ta hội thánh là một cái nơi mà chỉ đến những con người tin Chúa đến đó, và bên ngoài nhiều con người đau khổ chẳng ai cứu giúp họ hết. Hồi anh sẽ đi dấu của tôi. Bây giờ chúng ta nhìn thấy nè, cái sự mặc cả thứ hai của tôi về phía rồi, chính ông là đức tin dùng để viết những cái lời khuyên bảo này thêm cho đức tin đạo đức. Amen. Chúng ta nhớ câu chuyện trước khi Chúa Giêsu bước vào vườn Gethsemane. Chúa Giêsu nói gì? Các ngươi có bao nhiêu thanh kiếm? Chúng ta nhớ câu chuyện đó không? Chúa hỏi các môn đệ của mình, các ngươi có bao nhiêu thanh gươm? Họ trả lời, chẳng thứ này có hai. Anh em yêu dấu của tôi, khi tôi nhận sự mặc cải tôi kinh khiếp lắm anh em. Bao nhiêu người thừa nhận và amen rằng khi Chúa Giêsu kêu gọi Phêrô đi theo Ngài, Gia-cơ đi theo Ngài, sứ đồ Giăng đi theo Ngài và những sứ đồ khác đi theo Ngài, Ngài nói gì? Khi đi đừng đem theo túi tiền phải không ạ? Chỉ đem cây gậy thôi, không mặc hai áo phải không ạ? Có phải không ạ? Có chỗ nào Ngài bảo các sứ đồ phải lận thêm kiếm ở trong người không? Em thấy bắt đầu nó lòi ra phải không ạ? Bắt đầu anh em ơi. Và Chúa nói tôi rằng là tại sao mà các sứ đồ giấu kiếm ở trong người của họ đi theo Chúa Giêsu, mà khi Chúa kêu gọi Chúa không bảo họ đem theo kiếm. Amen. 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 Chúa không bảo. Đó là chúng ta quay trở lại với Ma-thi-ơ đoạn 16. Khi Chúa Giêsu đi truyền giáo và các môn đệ của mình nghỉ trưa. Và Chúa Giêsu hỏi rằng khi các ngươi đi ra, các ngươi nghe người ta nói ta là ai? Hòa nhớ câu chuyện đó không? Chúa Giêsu có thể hỏi bởi vì rằng con nói Hòa là ai? Ồ anh Hòa, người của ông nó mà nẻ không kỳ, cao, đẹp trai, đánh đờn dũa. Tôi dịu thôi nha. Nhưng mà cái ngày hôm đó Chúa Giêsu hỏi này, khi các ngươi đi ra các ngươi nghe người ta nói ta là ai vậy bè? Và người thì nói gì? Ồ con nghe người ta nói là thầy là Giăng Báp-tít đã bị chết rồi, đã bị giết rồi nhưng đã sống lại. Và con nghe nói là thầy là Ê-li, thầy là một tiên tri nào đó. Amen. Và Chúa Giêsu nói, còn các ngươi thì các ngươi nói ta là ai? Amen. Và chính Phêrô chứ không ai khác, ông rất nhanh miệng. Amen. Ông thưa Chúa, em trả lời câu hỏi khó đó. Và ông trả lời là thầy là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời. Ông nhận một sự bạc cải trên Chúa khen liền. Chúa nói thì không phải bởi thịt và huyết, không phải bởi là xác thịt, không bởi ngươi là một cái tên đánh cá mà ngươi có sự mặc khải đâu, nhưng bởi sự tỏ ra của trên trời cho ngươi biết điều đó. Nhưng ta để nè, sau đó có mấy phút thôi Chúa Giêsu nói gì? Thầy sẽ lên Jerusalem
Phi-lơ chạy theo, cho con lên với cô uống trà sữa, trà suka. Tú chạy theo, thầy cho con lên con ăn phở, lâu nay con không ăn phở. Ở Bình Long, nghe nó lên Jerusalem thành phố mà, trung tâm thương mại bây giờ mà lớn lắm. Cần của chi nó, thầy cho con, cho em đi lên, để em làm security cho thầy. Cái căn hộ rất là to. Em anh em, thầy sẽ bị bắt. Thầy sẽ bị bắt bởi các thầy tế lễ em ấy. Thầy sẽ bị đánh. Thầy sẽ bị giết. Chúng ta để ý nha, Phi-rơ nói gì anh em? Phi-rơ bắt đầu nè. Thầy đi về. Đêm thầy riêng ra cách xa 11 sứ đồ còn lại phải không? Và nói gì? Thầy ơi, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Và Chúa quay lại cho nó gì? Hỡi Satan, hãy lui ra đằng sau ta. Vì ngươi chỉ nghĩ đến công việc của con người mà không nghĩ đến công việc của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết cái câu nói mà Chúa Giêsu nói nó thâm rất là sâu sắc. Và Chúa Thánh Linh mặc khải tôi bắt đầu từ giờ đó. Phi-rơ một đời là lòng theo kiếm, phải không ạ? Để sẵn sàng lụi thằng nào đụng đến thầy của mình. Anh em hiểu điều này không? Và ta đi nhanh. Khi Chúa nói các ngươi có bao nhiêu thanh kiếm, nói hai, Chúa nói đủ rồi. Và tại vườn Gethsemane, Phi-rơ có đạo đức không? Ông đã không có đạo đức. Chính cái kiếm đó ông đã chém đứt tay của đại tớ. Sao ông đứt? Đứt lỗ tai của đại tớ mặc dù, phải không? Anh em thấy Chúa nói ngay, hãy nạp gươm ngươi vào vỏ, vì ai cầm gươm sẽ chết. Anh em thấy Phi-rơ dường như muốn nhắc lại cho hội thánh ngày hôm nay, trong mỗi đời sống của tôi và anh em, đó là chúng ta đi theo Chúa, chúng ta có thêm đức tin, thêm vào đức tin của mình đạo đức, hay là chúng ta vẫn ủ mưu, vẫn lén lút giấu gươm, giấu cay đắng, giấu hận thù vậy nè. Để gì? Bình thường chúng ta chưa thấy gì đâu, nhưng mà khi xung chuyện với nhau, đụng chuyện với nhau, những cái lời nói như gươm hai lưỡi, phải không? Những lời chọc mái nhau, những lời chửi rủa nhau, nó bắt đầu phun ra từ tấm lòng cay đắng hận thù. Anh em hiểu điều này không? Nếu mà chúng ta để nhỏ vào lòng của chúng ta thì có cách nào? Đó là chúng ta tưới xăng, tưới chất độc vào đức tin của tôi và anh em. Làm sao đức tin nói được cái đấy? Đức tin cần đạo đức. Amen. Amen. Đức tin cần lương tâm. Đức tin cần phẩm chất. Đức tin cần phẩm hạnh những người theo Chúa. Thưa các chị, amen. Amen. Trong khi đó chúng ta đem trong lòng của ta đem vào giận dữ, cay đắng, tổn thương, hận thù, có cơ hội là trả thù bằng lời nói, phải không ạ? Và có một câu chuyện ngôn gì? Lời nói của bạn không làm cho tôi gãy tay gãy chân, nhưng lời nói của bạn làm cho tôi tan nát tâm lòng. Anh em thấy Phi-rơ không? Ông đã lén lút, ông muốn bảo vệ Chúa bằng chính thân kiếm của ông ấy mà. Và Chúa nói thì ngươi không, các ngươi có biết rằng ngay giây phút này ta cầu nguyện và xin cha ta ban 12 đạo binh thiên sứ sao mày mẹ? Chúa đâu cần giải cứu ngài bằng cái kiếm đó mày mẹ. Amen. Chúa sẽ không bao giờ được vinh hiển ở trong cái thế giới này, ở trong gia đình của chúng ta, ở trong mục vụ giải cứu này, ở trong đời sống của tôi anh em, nếu chúng ta vẫn tiếp tục lối sống vô đạo đức. Chúa sẽ không được sáng danh ở trong hôn nhân của tôi và anh em, nếu chúng ta là người chồng hay là vợ, chúng ta tiếp tục sống đếm sống không có đạo đức cơ đốc. Chúng ta sẽ không làm rể mà sáng danh Chúa, nếu người rể đó không sống có đạo đức cơ đốc. Amen. Nếu mà cậu học trò sẽ không bao giờ làm sáng danh Chúa, nếu cậu học trò đó không đối đãi với thầy của mình bằng cái nếp sống đạo đức thì mẹ. Và ngược lại, tôi là một người thầy, tôi phải bày tỏ đạo đức cơ đốc ở trong tôi. Cho tôi nghe chị amen. Thế thì chúng ta nhìn vào đi. Chính Phi-rơ, ông viết lá thư này trong sự cho phép của Đức Thánh Linh, và ông viết với bằng cả tấm lòng của ông, amen. Tôi đọc và tôi thấy, ủa, tại sao Phi-rơ không có nói là, ồ, thêm cho học thức
sự tiết độ trước đi, rồi sau đó mới đạo đức, xin lỗi, sau đó mới đức tin. Nhưng mà Chúa nói tôi rằng nếu điều đó thì đâu có quan trọng gì để nói con. Nhưng ông đã viết cái điều đầu tiên, cái chữ thêm đầu tiên có 7 điều mà Chúa bảo ông đã thêm trong phiên thứ nhất đoạn 5. Xin lỗi phiên thứ nhất, xin lỗi phiên thứ nhì đoạn 1 câu 5 đoạn đi, amen. 7 điều mà Chúa bảo tôi và anh em phải thêm. Sẽ có lúc khác tôi sẽ chia sẻ cho anh em. Nhưng sau đó tôi chỉ nói anh em rằng là đạo đức có quan trọng với đức tin hay không. Thì Führer ông viết cái bước đầu tiên, cái chữ thêm đầu tiên là thêm cho đức tin mình đạo đức, phải không ạ? Anh em, nếu chúng ta không ngày hôm nay không quyết định thì tôi nói anh em rằng đức tin của chúng ta sẽ yếu đi. Và đạo đức trong Chúa theo định nghĩa của Kinh Thánh, xin lỗi, theo định nghĩa của từ điển Kinh Thánh thì nói gì? Đó là khi một cơ đốc nhân có đạo đức sẽ giúp cho người đó cẩn thận hoàn thành nếp sống của một người theo Chúa. Amen. Khi một người hầu vị Đức Chúa Trời có đạo đức thì người đó sẽ rất là cẩn thận trong sự giảng dạy của họ, trong tiền bạc, trong tình cảm, trong quyền lực, phải không ạ? Amen. Họ rất cẩn thận và thi hành chức vụ có đạo đức cơ đốc, không lấy của giáo hội làm của mình được. Amen. Không lấy của công làm của riêng được. Không thể nào chiếm đoạt tài sản của ai được. Amen. Amen. Không thể nào lấy tiền của hội thánh để mà ăn chơi, mua sắm, vui vẻ với mình. Được biết, có những người trước khi còn đứng chung với nhau, vì một sư quản nhiệm đã lấy tiền của hội thánh, vì ông là quản nhiệm mà, ông mua một cái tivi, ông không báo qua ban điều hành của hội thánh. Và nếu ông mua tivi để mà ông coi, ông chiếu bài hát cho hội thánh thì cũng còn được đi. Nhưng mà ông đã bắt đầu coi bóng đá, và ông mở kênh YouTube thì nó toàn là phim là mấy nghệ sĩ cười hài cắt đó, diễu cợt ở đó. Và thế là hội thánh bắt đầu nói ông, và ông ta biết gì, nó đi đến cái chỗ gì, ông không nhìn thấy cái sai này. Và cuối cùng dẫn ra cái chỗ là xô xát với nhau. Và cuối cùng tôi tới của Chúa bị một cú knock out. Danh của Chúa không được tôn trọng qua hành vi đó. Hỡi các anh em yêu dấu của tôi, chúng ta suy nghĩ điều gì về lời của Chúa trong sự mặc cảm của ngày hôm nay? Nếu thấy đức tin của mình yếu đuối thì chúng ta hãy coi lại cái đạo đức của mình có đúng không? Amen. 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 Nếu chúng ta thấy chức vụ của mình khô hạn, thiếu sự sức giàu, thiếu năng quyền của Chúa, đừng có kiêng ăn mà không xét mình. Kiêng ăn là cái chỗ chúng ta phải biết xét mình. Amen. Chúa nói với vua Nebuchadnezzar rằng đó là ta là bỏ người lên cái canh và ta thấy người thiếu kém rất nhiều. Bây giờ nếu Chúa bỏ Khải lên cái cân đạo đức của Ngài thì con thấy là con bằng hay là con bị chóng vậy? Nếu Chúa bỏ Tiến lên cái cân, nếu Chúa bỏ Truyền lên cái cân, nếu Chúa bỏ người đàn của chúng ta là Sơn lên cái cân đạo đức của Ngài, nếu Chúa bỏ Thượng lên cái cân đạo đức của Ngài, nếu Chúa bỏ Hoang lên cái cân đạo đức của Ngài, nếu Chúa bỏ Đạt lên cái cân đạo đức của Ngài, nếu Chúa bỏ tôi lên cái cân đạo đức của Ngài, anh em hãy tưởng tượng đi. Tôi tin rằng cái câu nói của Chúa dành cho Nebuchadnezzar, ta thấy người thiếu kém quá nhiều. Anh em đừng có tin Chúa mà chúng ta sống vô đạo đức. Amen. Amen. Chúng ta đừng tin Chúa, đừng hát, đừng làm cái gì mà nếu chúng ta vẫn sống vô đạo đức, chúng ta không cẩn thận giữ chức vụ của mình. Chúa cho chúng ta chức vụ, Chúa kêu gọi ta chức vụ không phải để ta phô trương cho người khác thấy rằng thấy tôi chưa. Amen. Chúa kêu ta vào chức vụ, Chúa ban ta ơn tứ không phải để ta lãnh đạo người khác. Amen. Có những người đã hiểu nhầm cái chỗ này. Chúa kêu gọi tôi chức vụ, bây giờ tôi là lãnh đạo, tôi phải lãnh đạo anh, tôi phải điều khiển anh, tôi phải cai trị anh. Không.
Anh em thấy tôi lên đây tôi có ca trị ai không? Khuyên dạy, khuyên bảo, amen. Có phải không ạ? Cùng ngồi ăn con cá với anh em thôi. Mắm ăn mắm, trứng chiên ăn trứng chiên, amen. Tôi không có ông lãnh đạo. Có phải không? Tôi không có cái gì để bày tỏ rằng mình là một ông lãnh đạo ở chỗ này hết. Tôi không bày tỏ mình là một cái big leader, một cái ông lãnh đạo to bự ở đây. Nếu có thì thầy Tú bày tỏ, chứ còn tôi không bày tỏ. Vì tôi cũng lệ thuộc thầy Tú mà, mua nho thì ăn nho. Ngày thứ nhất mua nho to bằng ngón tay cái. Thầy Tú mua cho hủ tiếu ăn hủ tiếu, mua xôi ăn xôi, đúng không? Cho tôi ăn cái gì ăn cái này. Tôi không đòi hỏi tôi là mâm lãnh đạo, tôi là mâm cán bộ của trung tâm này, thì tôi phải có cái mâm nào đó không? Tôi học tập khi tôi nhận cái sự mặc khải này, đi với Chúa để thêm cho đức tin của mình đạo đức cơ đốc, thì tôi mới bảo vệ cái đức tin của tôi lớn mạnh được. Amen. Con cá nước ngọt nó sống bởi nước ngọt. Chúng ta nói ồ nước ngọt hả? Nước ngọt thì đổ Coca-Cola vào. Coca-Cola tức là nước ngọt. Pepsi cũng là nước ngọt. 7-Up cũng là nước ngọt. Con cá sống nổi không anh em? Không sống nổi. Tôi ta đã hiểu cái chữ nước ngọt có rồi em ơi. Hiểu sai rồi. Có nhiều người cứ nghĩ là đức tin của mình, từ ngày mình tin Chúa mình đức tin như vậy là được rồi, mình kinh nghiệm Chúa rồi. Không đâu anh em. Đức tin xin làm ơn nhớ là mỗi ngày, amen, chúng ta bước đi bởi đức tin. Amen. Như thế này là bước này. Nhưng mà như thế này là không còn bước nữa rồi. Amen. Thế thì tôi muốn đặt câu hỏi đến qua phần thứ hai. Thế anh em, lương tâm và đạo đức có liên hệ với nhau không? Có không? Khi người ta nói là ông người này có lương tâm là người này có đạo đức. Amen. Cái lương tâm của mình nó nói lên tính cách của một con người. Lương tâm là nơi mà người đời thường nói là tòa án lương tâm, phải không ạ? Chúng ta phải coi thử. Mình đem mình để vào cái tòa án lương tâm, mình tự mình xử lấy đi. Amen. Mình có đúng không? Và Kinh Thánh cũng có nói đến lương tâm chai lì. Và Kinh Thánh cũng nói là lương tâm tốt. Amen. Và bây giờ tôi muốn đọc những câu Kinh Thánh đây. Chúng ta nhìn thấy. Tiếp thứ nhất, đoạn 1 câu 19. Sứ đồ Phao-lô, ông viết cho cậu học trò của mình là Timôthê, một mục sứ trẻ. Ông nói gì? Cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm thì đức tin họ bị chìm đắm. Anh đã thấy không? Như vậy đạo đức và lương tâm có liên kết với nhau, cho tôi nghe chị amen. Có gắn bó với nhau, cho tôi nghe chị amen. Có hỗ trợ nhau, cho tôi nghe chị amen. Thế thì lương tâm có dính líu đến đức tin không? Ta nhìn vào câu Kinh Thánh này, cầm giữ được đức tin và lương tâm tốt. Nhiều người vẫn nói là tôi có đức tin, nhưng họ nắm giữ cái lương tâm xấu. Họ không biết đúng biết sai. Amen. Họ thấy điều đó sai nhưng họ vẫn đi, vẫn làm theo cái hướng mà họ thấy sai đó. Và đó là lương tâm đã bị chai lì. Và tôi để ý Phao-lô nói gì với Timôthê nữa. Mấy kẻ có là trong chức vụ của sứ đồ Phao-lô, trong hội thánh mà Timôthê đang hầu việc Đức Chúa Trời đó, cũng có những người đó là đã chối bỏ lương tâm tốt, phải không ạ? Anh em, khi chúng ta chối bỏ cái lương tâm tốt, chúng ta làm một việc chúng ta thấy sai sờ đó, chẳng bao giờ chúng ta sửa sai. Ta có những hành động, hành vi nó sai sờ, nó không có phản ảnh đạo đức cơ đốc, em ơi. Lời ăn, tiếng nói, sự giễu cợt, sự giả ngộ tầm phào, chúng ta vẫn biết nó sai sờ như vậy đó. Mà chúng ta chẳng bao giờ nói Chúa, con xin Chúa thay đổi con ở cái chỗ này. Chúng ta thấy khi người làm vàng, thợ vàng hay làm ngọc nữa, khi họ đục đẽo, họ chạm trổ, họ làm nhẫn, nếu chiếc nhẫn có cái đường cong mà nó bị nhô lên một chút xíu, họ lấy dũa, phải không? Có phải như vậy không anh em? Tôi và anh em có sẵn sàng để cho Chúa mài dũa để chúng ta trở nên hoàn hảo và trở nên giống như Ngài không? Tôi rất thích cái lời bài hát sáng nay, bởi lời bài hát đầu tiên, cái câu cuối cùng nó không phải cái lời tôi thích. Lời tôi thích là gì? Tạo nên chính con giống như Cha toàn năng. Giê-xu năng quyền, trên hết năng quyền,
đáp lời mọi điều, vượt qua suy nghĩ làm con Giê-xu năng quyền, Chúa của các thần, tạo nên chính con giống như Cha toàn năng. Chúng ta là tạo vật mang hình ảnh của Ngài, amen, mang đạo đức của Ngài. Nếu ta chưa được cứu, anh em ở trong cái giới nghiệt ngập, tôi không nói, mà tôi không có lấy cái quyền gì để dạy dỗ anh em cả, amen, amen. Nhưng bây giờ thầy trò của chúng ta đều là con của Đức Chúa Trời. Bao nhiêu người thừa nhận là chúng ta đã từng làm xấu hổ ba mẹ của mình, gia thế của mình, thì bây giờ chúng ta cũng vậy, chúng ta có một người Cha thiên thượng, amen. Xin đừng làm xấu hổ Ngài nữa, amen, amen. Xin đừng vì cách sống của chúng ta mà danh của Chúa Giêsu bị nói phạm giữa dân ngoại. Thế thì tôi hỏi anh em này, Kinh Thánh Phaolô nói gì? Có mấy kẻ chối bỏ lương tâm đó và chối bỏ lương tâm tôi. Tôi cầu nguyện đến Thánh Linh của Chúa giờ này đánh thức lương tâm của anh em vậy, amen. Xin đừng làm cái gì mà trái lương tâm của một con người theo Chúa Giêsu. Amen không anh à? Xin đừng làm anh em, xin đừng làm. Bởi vì cái hậu quả của một con người tiếp tục sống duy trì lương tâm xấu, tiếp tục không hạ mình, tiếp tục không nhờ cậy Chúa, thì tôi nói nên Kinh Thánh nói chứ không là tôi nói đâu, thì đức tin họ bị chìm đắm. Con tàu nó có to cỡ nào, nó có vĩ đại cỡ nào, như tàu Titanic, amen. Và chúng ta thấy cuối cùng nó làm cái gì? Chiếc tàu đó, chiếc tàu kiêu hãnh lắm. Khi người ta nói chiếc tàu đó, người ta nói là đó là niềm kiêu hãnh của nhân loại, và không một cơn bão nào có thể nhận chìm chiếc tàu đó, không có một chúa nào có thể nhận chìm được chiếc tàu đó. Và chúng ta thấy điều gì xảy ra, chúng ta biết rồi phải không ạ? Anh em, khi một con người có lương tâm xấu mà không nhận biết mình có lương tâm xấu, và mình cứ thế, mình cứ ở trong nhà của Chúa, mình cứ nghĩ mình ở đây là tất cả mọi cái bình an, không có đâu anh em. Nếu chúng ta cứ dung chứa lương tâm xấu trong đời sống của mình, thì tôi khẳng định với anh em, theo lời của Đức Chúa Trời, đức tin của người đó sẽ bị chìm đắm này nè. Con người đó sẽ mắc lầy ở trong tội lỗi. Con tàu có to cỡ nào cũng không ra khỏi bãi san hô được này nè, vì bị đắm rồi. Hallelujah. Bị đắm rồi. Đi tới cũng không được, đi lui cũng không được, phải không ạ? Và chúng ta nhớ câu chuyện của sứ đồ Phaolô trong công vụ sứ đồ không? Chiếc thuyền mà ông bị giải đến La Mã đó, nó bị đắm, và cuối cùng ta biết gì không? Sóng cứ vỗ đầu này, sóng vỗ đầu kia, nó bị gãy đôi chiếc thuyền, phải không? Cuộc đời của một người theo Chúa nó sẽ đến cái hồi đó, đó là con người đó sẽ bị hư bại, bởi vì người đó đã chấp nhận lương tâm xấu. Cho nên tôi nói anh em rằng đạo đức cơ đốc rất quan trọng cho đức tin của tôi và anh em sau này. Xin đừng xem thường đạo đức, xin đừng xem thường lương tâm của tôi và anh em. Amen. Hãy làm cái gì đó phải suy nghĩ trước sau. Chúa được sáng danh không? Chúa được vinh hiển qua quyết định này không? Chúa được vinh hiển qua vấn đề mình chuẩn bị mình làm không? Chúa được vinh hiển khi mình quyết định mình về không? Chúa sẽ được vinh hiển không? Cuộc đời của mình sẽ như thế nào? Mình là chiếc thuyền ra khơi hay là chiếc thuyền bị đắm ở trong cái vũng bùn lầy của tội lỗi? Bởi vì lương tâm của chúng ta bắt đầu xấu, đạo đức của chúng ta bắt đầu suy đồi. Và câu thứ hai về lương tâm, phía lớn nhất cũng là phía lớn. Philip 3:16 nói gì? Phải có lương tâm tốt, hầu cho những kẻ dèm chê cách ăn ở lành của anh em trong đấng Christ biết mình xấu hổ trong sự mà anh em đã bị nó hành. Anh em, chúng ta phải chọn lương tâm tốt. Dù người ta có thể nói xấu mình, dù người ta có thể ngược đãi mình, nhưng anh em, chúng ta là một cơ đốc nhân, là người theo Chúa Jesus Christ, anh em. Chúng ta phải bày tỏ lương tâm tốt, bày tỏ nếp sống đạo đức cơ đốc, anh em. Thì những kẻ dèm chê họ sẽ bị xấu hổ khi họ thấy chúng ta đối xử với họ rất là tốt lành. Và điều này cũng đúng với lời của Chúa Giêsu dạy, đó là gì? Sự sáng của các ngươi. Thế anh em, đạo đức cơ đốc có phải là sự sáng của Chúa không? Có phải sự sáng không? Sự sáng của Chúa. Và Chúa bảo đạo đức của chúng ta, nếp sống đạo đức cơ đốc này, chúng ta phải sống bày tỏ ra trong nếp sống hàng ngày của chúng ta, tại bàn ăn, trên sân bóng đá, amen, tại chỗ tập tạ, amen, tại cái chỗ rửa chén, amen, amen, tại cái chỗ mà lẩu đuôi bò, và trước khi cầu nguyện chúng ta nghĩ cái đuôi đó rồi, nhưng vừa cầu nguyện chúng ta phải mở mắt để coi thử có ý tưởng lớn là gặp nhau chỗ này không. Tại chỗ đó chúng ta phải có đạo đức cơ đốc.
trong buồng của chúng ta phải có đạo đức cơ đốc. Amen. Amen. Chúng ta chăm sóc vật nuôi của mình cũng phải có đạo đức cơ đốc. Mình không đánh nó được. Amen. Mình không thể nào đá những con vật, đá những con đang đá, con súp lơ, rồi mình muốn cho nó ăn là cho nó gì đó. Không. Anh em no. Chúng ta phải có đạo đức. Từ cây trồng, vật nuôi, đối nhân xử thế với nhau. Tất cả những điều chúng ta đang hưởng đó là do Đức Chúa Trời tạo ra và Ngài ban cho tôi và anh em. Amen. Chúng ta hãy nâng niu qua cái nếp sống đạo đức cơ đốc. Trên hỡi các anh em yêu dấu, tôi muốn dừng lại với câu của Thánh ngày hôm qua chúng ta đã học. Tôi muốn đọc theo bản dịch Hiệu Định Timothy 2 đoạn 3 câu 8 câu 9. Trước khi Giăng-nét và Giam-bê chống đối Mô-xê thế nào thì những người này cũng chống đối chân lý thế ấy. Đó là những người có tâm trí băng hoại và đức tin yếu đuối. Khi một con người không có đạo đức, khi một con người không có lương tâm, sẽ dẫn đến tâm trí của họ luôn luôn nghĩ những điều xấu không à. Và họ bắt đầu bị bại hoại tâm trí, băng hoại về tâm trí của họ. Và khi như vậy rồi, đức tin của con người đó sẽ yếu đuối. Và câu 9 bản dịch Hiệu Định rất là hay. Nhưng họ sẽ không tiến xa hơn được. Có những anh em đi với Chúa đang đi ngon trơn, bỗng nhiên không còn đi được nữa. Phi-rơ rất nóng cháy đúng không? Nhưng mà chúng ta thấy khi Chúa Giê-xu là thầy của mình gặp nạn, là đấng mà ông chối 3 lần. Khi thầy vác thập tự giá lấy đồ gô tha, té lên té xuống, bị những cái lằn roi, bị những cái cú đá của lính La Mã, ngày ngã lên ngày ngã xuống. Phi-rơ lúc ấy đi theo, nhưng mà đi rất là xa xa phải không ạ? Nhưng những đôi chân của ông không còn muốn đi theo, không sợ bị liên lụy phải không ạ? Amen. Bây giờ thầy bảo mình nộp gương vào vỏ đó, bây giờ mình đóng khung gương được nữa. Amen. Và ông sợ bị liên lụy, ông đi chậm chậm, không còn muốn đi. Vì cái đó mà nó theo cả chức vụ. Dầu là ông gặp Chúa là đấng phục sinh, ông gặp Chúa là đấng sống lại từ trong kẻ chết. Amen. Nhưng ông vẫn rủ người khác đi đánh ca. Bởi vì sao? Đạo đức, phẩm hạnh thuộc linh không có trong Phi-rơ. Amen. Cho đến khi Chúa đến, Chúa hỏi ông: người yêu ta hơn những kẻ này chăng? Tình yêu có phải là đạo đức không? Có phải đạo đức không? Tình yêu là một trong những phẩm chất anh em. Và Chúa đến, Chúa bắt đầu đụng đến cái điều này với Phi-rơ: người yêu ta hơn những cái này chăng? Người yêu ta chăng? Người yêu ta chăng? Và Phi-rơ đã cuối cùng nhận ra một điều: ông đã không có phẩm chất, không có đạo đức cơ đốc. Ông không có tình yêu với thầy của mình. Ông đi với thầy của mình, nhưng ông không có tình yêu với thầy của mình. Amen. Amen. À, ông không có yêu thầy thực sự. Ông chỉ đi để lấy tiếng thôi. Tôi có những cái học trò: bố chuẩn bị đi công tác, là con muốn đi với bố có sách cặp. Tôi nói trong lòng: bố đâu cần có sách cặp, bố muốn con học theo Chúa Giê-xu giống như bố. Có nhiều người ngày nay mượn danh người này để đi lên, mượn danh người khác để lên. Nhưng tôi không mượn con người nào cả, tôi nhờ Chúa Giêsu Christ tôi đi lên. Tôi chấp nhận trả giá. Anh em, thế thì tôi muốn kêu gọi anh em. Chúng ta thấy đạo đức quan trọng cho đức tin của mình không? Quan trọng không? Quan trọng không? Đến mức độ chúng ta phải có đạo đức mà không cần ai kiểm soát, Chúa kiểm soát. Khi ta về nhà riêng của mình, về phòng riêng của mình, khi ta mở điện thoại lên, Chúa thấy ta sử dụng điện thoại không? Chúa thấy ta sử dụng không? Chúa thấy. Nếu Chúa thấy ta sử dụng điện thoại để nghiên cứu Kinh Thánh, Chúa nói: good. Nhưng Chúa thấy bắt đầu download game. Game toàn là game giận vợ, download game toàn bắn súng không. Nhưng mà chồng mình không dám bắn thiệt với vợ, nhưng mà bắn mở loa hết cỡ qua loa YouTube luôn, để cho vợ miếng tao đang giận thôi mày nha. Đừng có nói lép chết, tao chịu hết nổi rồi, có chừng nha. Có vậy không đạt ơi. Anh em, Chúa biết hết tất cả những điều gì tôi và anh em suy nghĩ. Và chỉ có Chúa mới biết ai trong chúng ta có đạo đức của Ngài. Nhưng điều tôi muốn nói, tôi kêu gọi với cả tấm lòng tha thiết: nếu chúng ta cứ tiếp tục kỳ mài trong lương tâm xấu, đức tin của chúng ta sẽ bị chìm đắm. Amen. Nếu ta cứ tiếp tục ghi mà trong tội lỗi và không chịu thay đổi đời sống mình, đặc biệt là đạo đức, amen.
Đạo đức là sự sáng, tình yêu là một trong những điều bộc lộ phẩm chất của đạo đức, em ấy. Mà chúng ta không bày tỏ được với vợ con của mình, với thầy của mình, với hậu thánh của Chúa, đấng cứu cuộc đời của mình, thì nói thẳng ra luôn, đức tin của chúng ta đi tới cũng không được, dậm chân tại chỗ. Và coi chừng những cơn sóng nó đập vào và đời sống của chúng ta bị gãy đôi, phải không ạ? Đó là sống của đời chúng ta rồi. Trên giờ này hãy đứng lên, chúng ta cùng nhau đến với Chúa và cầu nguyện. Tôi kêu gọi anh em, trước khi cầu nguyện đó, hãy yên tĩnh một chút xíu và nói với Thánh Linh rằng xin giúp con, chỉ cho con biết có những điều gì trong con không có đạo đức cơ đốc. Hãy suy gẫm lại cuộc đời của Führer. Ông không có đạo đức, chỉ ông đã chối Chúa của mình, chối thầy của mình. Ông đã không có đạo đức cơ đốc, cho nên ông đã giấu kiếm ở trong người của ông để đi theo Chúa Giêsu. Chúa biết, thì Chúa hỏi các ngươi có bao nhiêu thanh kiếm. Và chính thanh kiếm đó đã bày tỏ sự sát hại đụng đến thân thể của người khác. Nếu không có thầy Giêsu tối hôm đó, thì tôi tin rằng đứa đệ tử đó rất là đau đớn, phải không ạ? Trên anh em đi giống của tôi. Hãy suy gẫm trước khi cầu nguyện. Mỗi một chúng ta thính lặng, suy gẫm với chủ đề đó là đạo đức có quan trọng với đức tin không? Hãy suy gẫm. Suy gẫm lại. Từ ngày ta biết Chúa cho đến hôm nay, chúng ta có thật sự bày tỏ nếp sống đạo đức của người theo Chúa Giêsu không? Chúng ta coi việc ta ở đây cùng buồn, cùng trung tâm, cùng một Chúa, những đời sống của chúng ta như thế nào. Chúng ta coi thử gia đình biết chúng ta là con cái của Chúa, nhưng mà liệu họ đã thấy đạo đức của một người theo Chúa ở trong đời sống của chúng ta chưa? Đừng gọi tiền, xin lỗi, đừng gọi điện thoại về gia đình chỉ là xin tiền sau vài câu hỏi chào thăm. Sau đó là tiền, tiền và tiền. Thì nó không khác gì ở trong tù chúng ta được gọi ra cả. Chúng ta hãy gọi điện và nói những lời chào thăm đầy bày tỏ đạo đức cơ đốc. Thì đức tin của tôi em sẽ lớn, em em. Còn không chúng ta bị chìm đắm và chúng ta không thể nào ra khơi được ở giữa cái biển đời này được anh em, khi chúng ta không có đức tin. Nhưng tôi đã dùng cái ví dụ con diều. Nó bay được, nó đứng được, nó lơ lửng trong không gian được là nhờ cái dây, phải không ạ? Nếu đứt cái dây đó, con dèo sẽ rớt. Và dây đó là hình ảnh của đức tin. Và người cầm dây là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chỉ hành động khi Ngài nhìn thấy tôi và anh em vẫn còn có đức tin. Và để có đức tin lớn lên mỗi ngày, chúng ta ngoài việc nghe lời Đức Chúa Trời, chúng ta phải chăm sóc đức tin của mình bằng việc sống có đạo đức cơ đốc. Nếu không, đức tin của chúng ta sẽ bị chìm đắm, và chúng ta sẽ bị băng hoài, chúng ta sẽ bị yếu đuối, và chúng ta sẽ rơi vào đó là chối Chúa, chối bỏ đấng đã cứu chuộc mình. Bây giờ ta cùng nhau đến với Chúa và cầu nguyện. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.